Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, cho đến khi chưa được địa vị bất thối, thường không xả bỏ 10 nghiệp đạo thiện. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ thế giới Ba La Mật Đa, làm chuyển luân vương thành tựu bảy báu, dùng pháp giáo hóa, không dùng phi pháp, hướng dẫn chúng sanh tu 10 nghiệp thiện, cũng đem của báu cứu giúp người nghèo. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ thế giới Ba La Mật Đa, vô lượng trăm nghìn đời làm chuyển luân thánh vương, thường gặp vô lượng trăm nghìn chư Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, xả thí nội ngoại, đều không lấy làm khó. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ sáu pháp Ba La Mật Đa, thường làm pháp chiếu sáng cho các hữu tình si mê tà kiến, cũng đem pháp này tự chiếu sáng mình, cho đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp chiếu sáng này không bao giờ lìa bỏ, do đó Đại Bồ Tát này đối với các pháp Phật thường được hiện bày. Vì vậy này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với ba nghiệp tội của thân ngữ ý không cho phát sanh dù chỉ chốc lát. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ Tát có nghiệp tội về thân ngữ ý? Phật bảo Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ, đây là thân ta, do đó phát sanh thân nghiệp. Đây là lời nói của ta, do đó phát sanh ngữ nghiệp. Đây là ý của ta, do đó phát sanh ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát có nghiệp tội về thân ngữ ý. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không được thấy có thân và thân nghiệp, không được thấy có ngữ và ngữ nghiệp, không được thấy có ý và ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà còn chấp trước thân ngữ ý và thân ngữ ý nghiệp, tiền sanh tâm san tham, tâm phạm giới, tâm giận dữ, tâm biếng nhác, tâm tán loạn, tâm ác tuệ, nếu phát sanh các tâm này thì không gọi là Đại Bồ Tát. Vì thế Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ý nghĩ này thì không đúng. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa có thể làm thanh tịnh ba nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát có thể làm thanh tịnh ba nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý? Phật bảo Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp thân và tội nặng nhẹ của thân, không chấp lời nói và tội nặng nhẹ của lời nói, không chấp ý và tội nặng nhẹ của ý. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm thanh tịnh ba nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm thường giữ trọn vẹn 10 nghiệp thiện, không sanh tâm thanh văn và độc giác, đối với chúng sanh thường phát tâm đại bi. Này Xá Lợi Tử, ta nói Đại Bồ Tát này cũng có thể làm thanh tịnh ba nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa làm thanh tịnh đạo Bồ Đề. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo Bồ Đề của Đại Bồ Tát? Phật bảo Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp tất cả các nghiệp nặng nhẹ về thân ngữ ý, không chấp bố thí Ba La Mật Đa, không chấp tịnh giới Ba La Mật Đa, không chấp an nhẫn Ba La Mật Đa, không chấp tinh tấn Ba La Mật Đa, không chấp tịnh lự Ba La Mật Đa, không chấp Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp thanh văn thừa, không chấp độc giác thừa, không chấp Bồ Tát chánh đẳng giác thừa. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là đạo Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì đạo Bồ Đề đối với tất cả pháp đều không chấp trước. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề, không ai có thể ngăn được. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, do đâu mà Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề không ai có thể ngăn được? Phật dạy Xá Lợi Tử,
các đại bồ tát khi tu hành sáu pháp ba la mật đa, không chấp trước sắc uẩn, không chấp trước thọ tưởng hành thức uẩn, không chấp trước nhãn xứ, không chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không chấp trước sắc xứ, không chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, không chấp trước nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, không chấp trước nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, không chấp trước tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, không chấp trước thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, không chấp trước thân giới, xúc giới, thân thức giới, không chấp trước ý giới, pháp giới, ý thức giới, không chấp trước thánh đế khổ, không chấp trước thánh đế tập diệt đạo, không chấp trước vô minh, không chấp trước hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, không chấp trước bốn niệm trụ, không chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không chấp trước bố thí ba la mật đa, không chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, không chấp trước mười lực của Phật, không chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không chấp trước trí nhất thiết, không chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không chấp trước quả dự lưu, không chấp trước quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, không chấp trước quả vị độc giác, không chấp trước tất cả hạnh đại Bồ-Tát, không chấp trước chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này đại Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, càng tăng trưởng lòng hướng đến đạo Bồ Đề, không ai có thể ngăn cản được. Này Xá Lợi Tử, lại có đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, màu có thể viên mãn trí nhất thiết trí, thành thắng trí nên thường không bị đọa trong các đường hiểm ác, không thọ thân trời người hạ tiện, vĩnh viễn không nghèo khổ, thọ thân hình dung mạo xinh đẹp đầy đủ các căn, được trời người A Tố Lạc kính mến. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thành thắng trí của đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử: Các đại Bồ Tát do thành tựu trí này, thấy hết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, nghe hết chánh pháp do chư Phật kia thuyết, thấy hết tất cả đại chúng thanh văn Bồ Tát trong hội đó, cũng thấy tướng trang nghiêm của quốc độ ấy. Trừ đại Bồ Tát do thành tựu trí này không sanh tưởng thế giới, không sanh tưởng Phật, không sanh tưởng Pháp, không sanh tưởng Thanh Văn Tăng, không sanh tưởng Bồ Tát Tăng, không sanh tưởng độc giác, không sanh tưởng ngã, không sanh tưởng phi ngã, không sanh tưởng cõi Phật trang nghiêm. Các đại Bồ Tát do thành tựu trí này, tuy thực hành bố thí ba la mật đa nhưng không chấp bố thí ba la mật đa, tuy thực hành tịnh giới ba la mật đa nhưng không chấp tịnh giới ba la mật đa, tuy thực hành an nhẫn ba la mật đa nhưng không chấp an nhẫn ba la mật đa, tuy thực hành tinh tấn ba la mật đa nhưng không chấp tinh tấn ba la mật đa, tuy thực hành tịnh lự ba la mật đa nhưng không chấp tịnh lự ba la mật đa, tuy thực hành bát nhã ba la mật đa nhưng không chấp bát nhã ba la mật đa, tuy thực hành bốn niệm trụ nhưng không chấp bốn niệm trụ, cho đến tuy thực hành tám chi thánh đạo nhưng không chấp tám chi thánh đạo, tuy thực hành mười lực của Phật nhưng không chấp mười lực của Phật, cho đến tuy thực hành trí nhất thiết tướng nhưng không chấp trí nhất thiết tướng. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là thành thắng trí của đại Bồ Tát. Do thành tựu trí này, các đại Bồ Tát mau được viên mãn tất cả pháp Phật. Tuy biết tất cả pháp nhưng không được tất cả pháp vì tự tánh là không. Này Xá Lợi Tử, lại có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể làm thanh tịnh năm loại mắt: nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là nhục nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử: Có đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 100 du thiện na, có đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 200